Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của MacOne và lại là mình đây. Với tiêu đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một số cái lý do chính mà các bạn ngày càng đông các bạn sinh viên học sinh lựa chọn MacBook của mình là một chiếc laptop cá nhân. Và thời điểm cách đây khoảng tầm 5-6 năm về trước thôi, với cái người dùng phổ thông ở Việt Nam thì MacBook nó vẫn chưa thực sự là phổ thông và nó là một cái gì đấy nó cũng rất là ít ỏi. Nhưng mà hiện nay các bạn có thể nhìn ở trên giảng đường rất nhiều các bạn sinh viên lựa chọn MacBook làm chiếc cá nhân cho riêng mình. Và những lý do vì sao cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. MacOne số 1 về Mac. Lý do đầu tiên mà chiếc MacBook thu hút tất cả các bạn sinh viên đó chính là về thiết kế của nó. Về ngoại hình của nó thì rất là long lanh, nhìn nó rất là bắt mắt, nhìn nó chuyên nghiệp, nó không có chi tiết quá là nhiều cầu kỳ. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là Apple đã thiết kế cho chiếc MacBook, nó có một cái thiết kế rất là basic và nó được gia công hoàn toàn từ một khối nhôm nguyên khối như thế này. Nó sẽ vừa tạo cái cảm giác liền mạch, vừa tạo cái cảm giác cao cấp. Và đặc biệt hơn, với những chiếc MacBook thì sẽ có một cái logo quả táo ở đây. Logo Apple thì nói gì nói, nó vẫn mang một cái tính chất rất là cao cấp, rất là sang trọng ở trên toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Và các bạn có thể thấy rằng là với những chiếc MacBook ấy, thiết kế nó qua vài năm tuổi nó vẫn đẹp là chuyện bình thường. Ở trên tay mình đây là chiếc MacBook Air 2017 và thiết kế này thì mình nhớ không nhầm là nó đã ra mắt đầu tiên cách đây khoảng tầm hơn 10 năm rồi. Đó, thì hơn 10 năm Apple đã làm ra một cái sản phẩm nó rất là đẹp như thế này thì nó sẽ rất là ít khi bị lỗi mốt. Và đây cũng là một cái nguyên nhân chính dành cho các bạn sinh viên lựa chọn MacBook để làm chiếc laptop cá nhân của mình. Thứ hai đó chính là hiện nay Apple đã phân cấp những cái dòng MacBook nó rất là rõ ràng rồi. Cụ thể là với cái nhu cầu của các bạn sinh viên là học tập và làm việc rất là nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ có một số cái dòng sau. Đó chính là chúng ta có thể dùng văn phòng hoặc là các cái tác vụ lướt web cơ bản. Với các bạn sinh viên có thể chọn là MacBook Air. Những bạn nào mà làm thiên về marketing và đồ họa nhẹ nhàng thì chúng ta có thể chọn cái dòng Pro 13 inch của năm 2020 chạy chip M1 rất là mạnh mẽ. Và những bạn nào mà cần cái máy nó có cấu hình khủng này để chúng ta có thể code hoặc là chúng ta lập trình đồ họa ở một cái mức độ cao cấp hơn thì hiện tại Apple đã cho ra mắt dòng Pro 2021 với chip M1 Max và M1 Pro rất là mạnh mẽ dành cho các bạn. Và ngoài phiên bản 14 inch ra thì sẽ có cả phiên bản 16 inch nữa. Và tiện đây thì các bạn có thể ghé website macone.vn của chúng mình để các bạn có thể tham khảo giá và cấu hình của các cái dòng máy. Bên mình đã để rất là chi tiết ở trên web rồi. Và những hàng mới ở MacOne thì 100% là hàng SAA, mã chính hãng thị trường Việt Nam, được bảo hành Apple 12 tháng. Và ngoài ra một cái lý do cũng rất là quan trọng đó chính là cái việc MacBook thì có giá thành cao, nhưng mà các bạn yên tâm đi, đắt thì sắt ra miếng mà. Có thể chúng ta vẫn có thể bắt gặp những cái máy cách đây khoảng tầm gần 10 năm tuổi rồi nó vẫn chạy thậm chí rất là mượt mà. Và ở đây thì mình cũng đang sử dụng chiếc MacBook Air 2017 cho 4 năm sinh viên của mình và mình cũng đang chưa có cái nhu cầu đổi lên đời, bởi vì là cái nhu cầu của mình nó vẫn đáp ứng được rất là tốt, bởi vì là mình thấy nó thiết kế vẫn còn đẹp này, các cái phần cứng của nó còn rất là bền bỉ. Và với dung lượng pin của chiếc máy này thì mình cũng đã thay một lần rồi, nó vẫn đáp ứng được một ngày sử dụng và nó đáp ứng tất cả các nhu cầu công việc của mình thì cũng không có lý do gì để mình có thể đổi lên các cái dòng trên cả. Như vậy chúng ta cũng không phải lo lắng quá là bỏ một số tiền lớn ra để mua MacBook đâu, mà nó sẽ phục vụ cho chúng ta rất là lâu dài. Và một cái lý do nữa mà mình nghĩ rằng là khiến các bạn sinh viên lựa chọn MacBook rất là nhiều đó chính là Apple đã làm một cái hệ sinh thái rất là tốt, đồng bộ giữa macOS và iOS, bởi vì là có rất nhiều các bạn sinh viên bây giờ dùng iPhone mà khi mà chúng ta đồng bộ dữ liệu ở trên hai thiết bị này thì mọi cái ứng dụng, mọi cái hình ảnh, mọi cái video hoặc là thậm chí là những cái tài liệu chúng ta có thể đồng bộ được các thiết bị với nhau. Và nó không chỉ là đồng bộ dữ liệu không đâu, mà là từ cái tin nhắn này, cuộc gọi cho đến Bluetooth thì giữa các cái thiết bị của Apple họ luôn có những cái chuyển rất là mượt mà. Mình ví dụ như là các bạn mà có một cuộc gọi trên iPhone mà chúng ta đang làm việc ở trên MacBook thì chúng ta vẫn có thể nhận và trả lời trên MacBook hoàn toàn bình thường. Và với Bluetooth cũng vậy, ví dụ chúng ta có thể mở máy MacBook bằng Apple Watch với những bạn nào sử dụng này, hoặc là thậm chí chúng ta dùng tai nghe AirPods, chúng ta chuyển từ điện thoại sang MacBook bằng cách là kết nối cũng rất là dễ dàng, không cần phải reset lại như các cái máy khác. Và đó là những cái ưu điểm rất là lớn ở trên MacBook. Thế còn nhược điểm thì sao? Với những bạn sinh viên nào thì sẽ không sử dụng MacBook? Đầu tiên, với các bạn sinh viên mà mua máy về để chơi game chẳng hạn thì với các cái game đồ họa bây giờ thì bắt buộc là chúng ta phải cài Windows ở trên MacBook để chúng ta có thể chơi game. Thì với các cái dòng chip Intel từ trước đến nay ấy, thì chúng ta vẫn có thể là cài đặt song song giữa macOS và Windows, nhưng mà bắt đầu từ dòng M1 trở đi thì chúng ta sẽ chỉ cài được Win giả lập thôi, và như thế nó sẽ rất là hạn chế cái việc chơi game. Cho nên là những bạn nào mà lựa chọn máy để chơi game thì MacBook không phải là một cái thiết bị phù hợp. Và một cái ngành nữa cũng không thực sự là phù hợp với MacBook, đó chính là các bạn học tài chính kế toán. Với những bạn kế toán thì phải sử dụng những cái ứng dụng, những cái phần mềm đặc thù, mình ví dụ như là Misa này, thì với MacBook thì cũng không có thể sử dụng được Misa. Như vậy là các bạn kế toán cũng nên lựa chọn cái dòng khác cho mình sử dụng để nó thuận tiện hơn cho công việc của các bạn. Và các bạn nếu mà tham khảo MacBook thì hãy ghé ngay các trang của MacOne. Khi mà chúng ta mua hàng chính hãng Apple của tại MacOne, chúng ta có thể mua được Apple Care được giảm 10% trực tiếp vào giá của Apple Care. Chúng ta sẽ có thêm 2 năm nữa bảo hành. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.